Thank you.
lấy một ngón tay lấy một miếng bánh kiểu cố cho lên mồm ăn đấy, kiểu cố gắng ăn để bình tĩnh. Đầu tiên đi luôn. Bác ơi, xuống ngay cho cháu có gì? Thôi chết rồi, có thằng điên. Rồi cắt. Giống hết là rồi, vượt qua. Đây này.